đi du lịch thôi em ơi. Ủa mày ghi ta điện hả? Thì sao? Ủa rồi anh đâu? Phơ đâu? Ý em là như thế đúng không? Vậy là em cũng giống rất nhiều bạn rồi, cứ nghĩ ghi ta điện là lình kình phức tạp. Không, bây giờ thời đại này all in one. Lại đây anh chỉ cho. Ghi ta điện bình thường mà không cắm điện. Nani? Còn đối với một cây đàn điện công nghệ, hoàn toàn không cắm điện các bạn nhé. Thích quá đúng không? Bây giờ cùng Tiến unbox và tìm hiểu về em nó nhé. Tại sao cây đàn guitar điện này lại tiện dụng và thông minh đến vậy? Các bạn hãy để ý là trên cây đàn đã được tích hợp sẵn một chiếc loa nhìn rất tinh tế và tương lai. Không chỉ kết nối Bluetooth với các thiết bị như là điện thoại một cách dễ dàng để phát nhạc nghe nhạc này, để chúng ta có thể phát những cái backing track để tập solo lead, điều này rất quan trọng khi chơi guitar điện, hoặc chúng ta có thể tập đệm trên nền nhạc có sẵn, thì chiếc loa này nó đã có sẵn rất nhiều hiệu ứng của guitar điện để chúng ta có thể tập luôn mà chưa cần đến phơ. Thậm chí mình chưa cần cắm lên loa lớn để biểu diễn thì chiếc loa này vẫn đảm bảo yêu cầu để chúng ta chơi nhạc, tập nhạc. Còn nếu các bạn muốn cắm lên loa lớn để biểu diễn thì tất nhiên cũng được. Các bạn để ở đây có một cái cổng 6 ly tròn to đây. Chúng ta sẽ cắm lên loa lớn và tất nhiên những cái hiệu ứng hay ho của cây đàn này cũng sẽ lên loa lớn mà chưa cần đến phơ các bạn nhé. Ngoài ra ở đây chúng ta sẽ có một cổng Type-C có hai tác dụng. Một là chúng ta có thể cắm vào những cái đo làm nhạc để thu âm, hoặc là chúng ta có thể cắm sạc. Thì hãng đã kèm theo một cái cáp sạc cũng như một cái đốc sạc chính hãng xịn sò rồi. Tuy nhiên nếu chúng ta không may không cầm đi mà ai dùng điện thoại Android cũng có thể lấy cáp sạc đấy để sạc nhé. Đây đây, còn một điều nữa mình tin là các bạn cũng sẽ rất là thích. Đó là cây đàn này có cổng để cắm tai nghe. Trời ơi, các bạn biết không, tập guitar điện một trong những trở ngại là nó có thể làm phiền đến những người xung quanh. Thì chúng ta đơn giản chỉ cần cắm tai nghe, các bạn vẫn có thể feeling thoải mái mà không sợ làm phiền đến người khác. Hoặc đôi khi mình ra cà phê mà muốn một cái không gian riêng tư, đeo tai nghe cũng rất là thuận tiện nhé. Nếu các bạn đã từng xem clip review Enza Nova Go SP1, một cái đàn mini travel acoustic vô cùng tiện dụng. Còn đây cũng là Nova Go, trên tinh thần cầm cái đàn lên là muốn go, muốn đi. Nhưng nó là phiên bản Nova Go Sonic, chính là Nova Go guitar điện đấy các bạn ơi. Không biết các bạn nhìn qua clip thế nào chứ nhìn ở ngoài tớ nói thật là vô cùng đẹp ngầu luôn anh em ơi. Đó, nhưng nó Nova Go ở những chỗ nào chúng ta cùng xem nhé. Vẫn là một cây đàn điện có hai pickup đôi đó, và vẫn có những cái cần gạt, nhưng mọi thứ trên cây đàn này nó vô cùng simple, nó vô cùng đơn giản để chúng ta lần đầu tiên chơi guitar điện hoặc là lần đầu tiên chơi guitar cũng không có quá là đau đầu. Các bạn có thấy không, đây là một nút rất là quen thuộc rồi. Nút pick up các bạn chỉ việc ấn giữ lên. Khi đèn này nó phát sáng, tức là cái loa lại hoạt động. Và cái nút này nó có thể đổi được đèn, tức là đổi được hệ âm thanh. Có 4 đèn ứng với 4 màu, tí chúng ta tìm hiểu kỹ nhé. Còn đây cái gạt này quá đơn giản. Khi chúng ta gạt lên trên cùng là sẽ sử dụng hai cái pick up này ở trên. Hai pick up này nghe tiếng nó sẽ ấm. Khi ở giữa chúng ta sẽ trộn hai hệ pick up này với nhau, tạo thành cái tiếng nó trung tính. Còn khi gạt xuống dưới cùng thì được cái pick up nó gần với con ngựa này thì tiếng nó sẽ có phần nó cứng cáp, nó có phần nó sáng hơn, tùy sở thích của mỗi bạn thôi. Còn bình thường chúng ta cứ để ở giữa, nó rất là trung tính dễ nghe. Còn cái nút xoay này là nút xoay âm lượng. Khi các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ là to, ngược chiều kim đồng hồ là nhỏ. Quá đơn giản phải không? Ngoài ra đã gọi là guitar công nghệ thì việc kết nối Bluetooth phát nhạc nó cũng bình thường thôi. Cái nút EQ này có thể kết nối với riêng một app điện thoại để chúng ta có thể tinh chỉnh được rất nhiều hệ tiếng và vạch rất nhiều thứ trên này các bạn nhé. Ây da, đẹp quá anh em ơi. Trời ơi, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một vòng em nó nhá. Đó. Trời ơi, à em này vẫn có ti chỉnh cong cần, nhưng mà nhìn này, nhìn rất là đặc biệt và độc đáo nhá. Và dễ sử dụng nữa, chúng ta chỉ cắm ti vào vặn thôi. Đầu đàn được thiết kế theo kiểu của guitar thùng. Đẹp quá mọi người ơi. Đầu tiên để kết nối Bluetooth với các thiết bị thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc ấn giữ cho mình cái nút tròn này lên. Sau khi đèn hiện sáng, chúng ta click đúp 2 lần. 1, 2. Và vào thiết bị của bạn, ví dụ như điện thoại vào Bluetooth này. Chúng ta bật Bluetooth lên, sẽ nhìn thấy cái tên của cái đàn này hiện lên. Chạm vô là kết nối thôi. Kết nối xong là phát nhạc thôi anh em.
Âm thanh hơi bị to nhá, tớ chưa bật hết cỡ đâu. Khi chưa cần kết nối vào app thì cây guitar điện này nó đã có 4 kiểu tiếng ứng với 4 cái màu đèn. Ở đây, đầu tiên khi mà đèn màu xanh lá, chúng ta sẽ có kiểu tiếng clean rất đặc trưng. Lúc này cái tiếng của cây guitar điện nó khá là giống guitar thùng và nó sẽ sáng hơn. Các bạn hoàn toàn có thể chơi đệm hát theo phong cách của guitar thùng. À, như vậy là các bạn hoàn toàn có thể dùng cây này để tập guitar đệm hát nếu muốn tận dụng cái dây mềm của guitar điện đỡ đau tay. Trời dù mưa, đường có đông. Bấm siêu êm luôn. Còn khi các bạn tiếp tục click sẽ được đèn màu xanh dương đậm. Đây là chế độ overdrive. Nó đã bắt đầu e, nó đã bắt đầu điện rồi các bạn nhá. Và các bạn có thể solo. Khi ấn nút tiếp theo sẽ được màu xanh dương nhạt. Lúc này là chế độ distortion. Cái sự vỡ tiếng của nó sẽ nhiều hơn các bạn ạ. Nút cuối cùng là chế độ high gain. Tức là khi này tiếng distortion, cái sự ẻ của nó nhiều nhất các bạn, nó power nhất. Như vậy là overdrive, distortion hay là high gain đều là những cái chất tiếng e đặc trưng của guitar điện. Các bạn có thể hoàn toàn chọn một chất tiếng phù hợp với bạn mong muốn hoặc là phù hợp với bài hát của bạn. Bây giờ mình nghiền ngẫm đi ha. Chẳng muốn nghĩ khác, đôi mắt luôn tìm về người nhếch môi cười, người như hù thân, người khóc trong lòng hết rồi. Để kết nối vào app Enjoy Music, các bạn chỉ việc tải về và tìm đúng cái hình của cây guitar điện. Sau đó ấn connect thôi, rất đơn giản. Đó, nhớ bật Bluetooth ha. Nova Go Sonic đã hiện lên và chúng ta chạm vào kết nối. Thế là xong. Wow, khi mà vào app trong mục guitar tone chúng ta vẫn thấy 4 hiệu ứng. Nhưng mà mỗi hiệu ứng sẽ cho chúng ta 4 lựa chọn. Đó, ví dụ như đây, chế độ short cry này các bạn có thể chuyển sang old time. Nghe âm thanh nó cảm giác như nó hoài cổ hơn ha. Nó tương tự overdrive, chúng ta vẫn có 4 kiểu overdrive, distortion cũng có 4 kiểu và high gain cũng có 4 kiểu. Như vậy là tính ra chúng ta có tới 16 hiệu ứng. Xịn chưa? Ngoài ra chúng ta vào mục mixer thì các bạn có thể tinh chỉnh được sâu hơn ở trong này, ví dụ như là guitar volume này hay là bluetooth volume này, rất là nhiều thứ ở trong này nova. Rất là tuyệt vời luôn. Nói chung mình thấy Nova Go Solix nó không chỉ là một cây đàn guitar điện vô cùng công nghệ và nó rất hữu dụng, rất thiết thực đối với thời điểm hiện tại. Nó giúp cho việc chơi guitar điện vô cùng đơn giản, hiệu quả và tiện dụng. Và quan trọng là mức giá mình thấy rất là tốt so với chất lượng mà nó mang lại. Mình tin là các bạn sẽ bất ngờ đấy. Và Tigun Music cũng đang là một đại lý chính thức của hãng Enja Music. Nên nếu các bạn muốn mua những sản phẩm guitar chính hãng Enja chất lượng thì liên hệ với mình nhé. Xin cảm ơn.